Kính thưa quý đạo hữu, hôm nay Tâm Chiếu Hoằn Quán xin chia sẻ về các cái cụm từ chính pháp, tà pháp, mạt pháp. Thì nhân duyên là mấy hôm trước Tâm Chiếu Hoằn Quán có nghe thấy một vị giáo sư có nói về cái cụm từ mạt pháp. Và vị giáo sư lại không đồng ý có cái từ mạt pháp. Vì giáo sư này nói là thời đại này đang kinh tế đang phát triển, đất nước đang đi lên, tại sao lại nói là mạt pháp? Nói như thế là vi phạm này, vi phạm kia, vi phạm kia, không đúng này, không đúng kia. Cái đấy là không hiểu các quý đạo hữu ạ nhé. Thì hôm nay Tâm Chiếu Hoằn Quán xin giải thích cho các quý đạo hữu ba cụm từ: chính pháp, tà pháp, mạt pháp. Đó, thế thì thế này, đầu tiên là cụm từ chính pháp thì nó có hai cái nghĩa. Chính pháp so với tà pháp. Đấy, chính pháp so với tà pháp thì chính pháp nó thuộc về là sự thật, là chân lý. Còn tà pháp thì nó không thuộc về sự thật, nó không thuộc về chân lý, mà nó do cái cảm nhận, cái phán đoán của một số người nào đó cho nên tạo thành một quan điểm của một đạo nào đó. Ví dụ như đạo Phật thì chúng ta gọi là chính pháp. Tại sao đây là gọi là quan điểm của đạo Phật là chính pháp? Bởi vì nó là sự thật đang vận hành trong vũ trụ này. Con người cũng bị vận hành bởi quy luật nhân quả sinh già bệnh chết. Chúng hữu tình là bị chi phối về sinh già bệnh chết, nhân quả thiện ác trong hành động của mỗi chúng hữu tình. Và pháp giới này, chúng hữu tình sống trong sáu cảnh giới: trời, Atuna, người, súc sinh, ngã quỷ và địa ngục. Đấy là sự thật của pháp giới này. Và có một nơi nữa, đó là Niết Bàn, là nơi hoàn toàn hạnh phúc, không có khổ đau. Đó là sự thật ở pháp giới này. Thế và con người chịu sự vận hành của nhân quả, của chính suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình. Đó là sự thật đang có trong pháp giới này. Tất cả chúng sinh đều bị chi phối vì nhân quả này. Cho nên chúng ta gọi đó là chính pháp, gọi là chính kiến. Đấy, chính pháp này chúng ta gọi là chính kiến. Đấy là có chính kiến, tức là cái quan niệm, cái ý kiến đúng với sự thật, đúng với bản chất của nó, không sai khác, không sai một chút nào. Đó. Thế còn tà kiến thì là cái quan điểm này, cái ý kiến này không đúng với sự thật, không đúng với bản chất. Thế còn là phần kia, phần chính pháp của mình thì mình được gọi là có chính kiến, gọi là chính kiến nhá. Đấy là đối với chính pháp và tà pháp, chính kiến và tà kiến, chúng ta gọi như thế. Thế còn cái cụm từ là thời chính pháp, thời mạt pháp thì nó được gọi chung cho tất cả các đạo. Các đạo, cái việc vị giáo chủ đấy bắt đầu tuyên thuyết ra pháp của cái đạo đấy thì người ta gọi là thời chính pháp. Ví dụ như đạo nào đó, ví dụ đạo Lão hay là đạo đạo Khổng, thì từ ngày ông Khổng Tử ông ấy nói ra thì cái đấy được gọi là cái thời chính pháp, tức là cái thời mà người ấy nói ra đầu tiên thì chính pháp của đạo gì? Của đạo Khổng. Thế tức là thời chính pháp. Thế sau rồi thì ông Khổng Tử ông mất đi rồi thì đệ tử kế cận của ông ấy nói thì được gọi là thời tựa pháp. Thời tựa tức là cái pháp này nó tựa, nó giống như là cái thời mà ông Khổng Tử ông nói ra. Thế còn cái thời mạt pháp là lúc bấy giờ không còn những người đệ tử mà được chính từ ông Khổng Tử ông dạy nói ra, mà lại qua sách rồi qua truyền miệng rồi qua người khác thì gọi là mạt pháp. Thế thì đạo Phật của chúng ta thời chính pháp chính là thời của Đức Phật tại thế. Thời tựa pháp chính là thời mà các bậc thánh do Đức Phật đã chỉ dạy cho các ngài, thì các ngài đi giáo hóa, đấy gọi thời tựa pháp. Thế còn cái thời này là thời mạt pháp, là do không còn những người đệ tử do chính Đức Phật giáo hóa,
đang dẫn dắt chúng sinh nữa. Thời này là không còn. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A-lan, Ngài Ca Diếp, các ngài đã nhập diệt hết rồi. Thì sau đó thì chúng ta gọi là thời gì? Thời mạt pháp. Thì thời mạt pháp này thì chỉ còn lại những lời dạy truyền qua miệng, truyền qua gì? Truyền qua kinh sách. Thì chúng ta được gọi là thời mạt pháp. Thế thì cái thời mạt pháp này cũng được gọi thêm nữa là ít người được thực hành đúng như lời chính pháp là thời Phật dạy. Và cái thời mạt pháp này thì kinh sách đôi khi cũng bị ngoại đạo nó xen vào. Kinh sách của Phật đôi khi ngoại đạo họ cũng xen vào đây, họ cũng viết ra, thành ra chúng ta không nhận diện được đâu là sách lời dạy của Phật và đâu là không phải là lời dạy của Phật. Đâu là lời dạy 100% và đâu là lời dạy chỉ còn là 80% hoặc chỉ còn 20%, 30%. Ở trong kinh sách của Phật hay trong lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật có dạy là nếu lấy tướng mà cầu ta thì không cầu được. Thế nhưng mà sau về sau có quan điểm là người chết đi lắm ở đỉnh đầu thì được sinh về Tây Phương. Cái đấy là một quan điểm được đưa vào đạo Phật, chứ đạo Phật không có cái đó. Đạo Phật không y cứ trên cái xác chết, vì Ngài Mục Kiền Liên, Ngài còn tan gì? Tan cái thân tứ đại khi Ngài nhập diệt là bị quỷ nó gì? Nó đè đá cho hủy hết. Thế nếu mà như thế thì còn đầu đâu ra mà lõng nữa. Thế mà Ngài cũng niết bàn đấy. Phải không có quý đạo hữu? Thế cho nên cái quan điểm đó dần dần rất nhiều quan điểm khác đưa vào trong đạo Phật. Thế cho nên đạo Phật mới có tứ pháp ấn. Khi chúng ta đọc một bài kinh nào, chúng ta cũng phải phân tích xem trong bài kinh này có một trong bốn pháp ấn hay không. Khổ, vô thường, vô ngã và không. Nếu có bốn cái bóng dáng này thì chúng ta mới cho nó là của lời Phật nói ra. Đấy, ấn chứng. Đấy. Thế và chúng ta cũng phải xem rất là kỹ. Nó phải đi với nhân quả, mà phải trong tất cả các bài kinh nó phải có tự giác, có giác tha, chứ không thể có giác tha hoàn toàn. Không thể có giác tha hoàn toàn. Nó phải có tự giác, nó có giác tha thì chúng ta mới tin thật đó là lời Phật dạy. Thế cho nên là cái thời mạt pháp này là lời dạy của Đức Phật đã bị mất đi phần nào rồi. Đấy. Có những cái còn nguyên, có cái không còn nguyên. Và một cái thời mạt pháp nữa thì được nói đến là gì? Là chúng sinh không làm theo đúng lời Phật dạy nữa. Không làm theo đúng lời Phật dạy nữa. Ít người làm theo đúng lời Phật dạy thì gọi là mạt pháp. Thế còn đến thời tận pháp, tức là giáo pháp của Phật diệt hết rồi. Không còn, không có Đức Phật, không có các bậc đệ tử của Phật mà do Đức Phật dạy, và cũng không còn kinh sách nữa rồi, thì gọi là thời tận pháp. Chứ không nói gì đến tình hình kinh tế và xã hội. Đấy, chúng rõ chưa ạ? Thời chính pháp, thời tựa pháp và thời mạt pháp không có nói gì đến kinh tế, xã hội gì cả. Chỉ có nói đến là con người không tin nhân quả nữa thôi. Đến thời mạt pháp này là con người tin nhân quả nó ít rồi. Đến thời tận pháp thì không có một người nào tin nhân quả nữa, các quý đạo hữu ạ. Họ luôn luôn chỉ nghĩ rằng chỗ này ban phước hoặc chết thì hết, hoặc thế này thôi, chứ còn bóng dáng của giáo lý nhân quả không còn nữa, thì gọi là tận pháp, tức là hết không còn pháp của Phật nữa. Không còn đâu có bóng dáng nói về nhân quả nữa, hết. Mà hoàn toàn là quan điểm của thần quyền hoặc là vô thần. Thế thôi, chứ không có nói gì đến kinh tế, không nói đến chính trị, không nói đến xã hội, không nói đến con người thế nào. Thế còn ở xã hội thì bây giờ thì thường nói là bây giờ con người nó cũng mạt đức. Mạt đức tức là gì? Tức là cái đức thiện nó ít đi so với thời trước. Nó gọi là cái đức nó mạt đi. Nó giống như là chúng ta đi học thì chúng ta có cái nhận xét là đạo đức yếu đấy, đạo đức kém, đạo đức trung bình đấy. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Thì cái thời này thì quả thật là cái nó cũng bị sa sút về cái phần đạo đức. Khi mà vật chất nó quá nhiều thì đạo đức nó sẽ suy yếu. Ví dụ như cái thời xưa, thời gọi là thời xa xưa, khi mà khoa học chưa phát triển ấy, con người ta nó đánh nhau chỉ bằng ngựa và gươm thôi, tên thôi, thì nó chết ít người, phải không? Thế nhưng mà thời này khoa học phát triển mà bỏ một quả bom thì chết không biết bao nhiêu người. Rồi vũ khí sinh học, thì đấy gọi là đạo đức đó gì? Nó bị suy giảm, nó không còn xót thương đến con người nhiều.
Thì cái đó nó gọi, người ta cũng chỉ đứng trên một phương diện, đó là phương diện cái xấu trong tâm con người, chứ người ta chưa nói cái tốt. Ví dụ như là thời này con cái nó cũng ít hiếu thuận hơn thời xưa. Cái điều đó chúng ta cũng phải công nhận, phải không quý đạo hữu? Con cái nó ít hiếu thuận hơn thời xưa, nó ít trách nhiệm hơn thời xưa. Cái đấy chúng ta cũng công nhận là nó nói lên cái số đông, chứ không phải người ta nói là ở xã hội này không còn ai có hiếu. Không phải thế, mà là những cái đức thiện người ta ít bảo nhau cùng làm. Thế còn hồi xưa là những cái quy định của người ta cũng là trong cái đức thiện. Thời xưa là cái thời mà thời phong kiến ấy, thì nó có những cái đạo đức trong gia đình ấy. Ví dụ như là nếu như mà ngoại tình ấy, thì gọt đầu bôi vôi, phải không? Thế cho nên nó ít ngoại tình. Nhưng bây giờ thì ít người không ngoại tình. Hồi xưa thì ít người ngoại tình, bây giờ thì ít người không ngoại tình. Thế có phải là cái đạo đức về trách nhiệm đối với gia đình, đối với lại cái trân trọng tình cảm vợ chồng, có phải nó yếu đi không? Nó kém đi không? Phải không quý đạo hữu? Kém đi thì người ta gọi là mạt. Nói gì đâu? Mạt. Tức là cái đức nó không còn yêu thương nhiều, không còn trách nhiệm nhiều, không còn những cái chân thật nhiều, phải không? Không còn ý thức về cái chung nhiều. Ví dụ như thời kháng chiến để giành độc lập ấy, cái đạo đức con người có cao không có quý đạo hữu? Hy sinh cho nhau cái đạo đức rất cao. Nhưng bây giờ hy sinh cho nhau thì nó thấp đi rồi, phải không? So với trước thì nó gì? Nó ít đi thì gọi là mạt, phải không? Cho nên cái từ mạt ấy nó không có cái gì gọi là một cái cụm từ là coi là sỉ nhục ở trong đấy cả. Nó chẳng qua chỉ là một cụm từ để chỉ sự việc thôi, chứ nó không có cái tính chất sỉ nhục ở trong đó nhé. Thế ở đây chúng ta phải hiểu là thời này là thời mạt pháp, tức là con người tuy rằng đông nhưng mà cái số người tin nhân quả thì gì? Thì ít. Chứ thời của Đức Phật ấy, thì do là chính pháp cho nên là người người tin vào nhân quả nó đông, cho nên một buổi thuyết pháp bao nhiêu người chứng quả. Còn bây giờ một buổi thuyết pháp thì bao nhiêu người chê bai, thì nó lại khác mất thời xưa, phải không? Ở nhà mình và bố mẹ mình ấy mà đang sát sinh với mình, bảo mẹ ai sát sinh mà thì sau này sẽ có cái quả báo sức khỏe nó yếu ấy. Đôi khi mình còn bị chửi te tua đấy chứ, phải không? Phải anh quý đạo hữu? Đấy. Thế nhưng mà thời Phật ấy, Đức Phật có thể dạy cho người ta từ bỏ việc sát sinh. Đấy. Thế nhưng bây giờ thì cái nói ra sự thật đấy nó cũng khó rồi. Thời xưa thì nghĩ sao nói vậy, thời này thì nghĩ rồi, nhưng mà cũng phải xem chán, xem chê, xem nhìn mặt xem người ta, rồi xem đối tượng, rồi xem đủ thứ mới dám nói. Thời xưa người ta sống vô tư, thoải mái, có gì nói đấy, chả vấn đề gì, phải không? Trong lòng nó thật thà. Còn bây giờ tìm ra cái yếu tố mà nói thật với nhau, thì chúng ta đang tu tập nên để nói thật với nhau được nhiều hơn đây này. Phải tu mới nói thật được với nhau, chưa tu thì chưa nói thật được với nhau, phải không quý đạo hữu? Chúng ta chỉ so cái thời chúng ta chưa tu và đi tu thôi. Trước kia không dám nói thật nhiều, nhưng bây giờ đi tu chúng ta được nói thật với nhau nhiều. Hai vợ chồng cùng tu thì lại càng nói chuyện thật với nhau được nhiều. Nhưng hai vợ chồng không tu thì coi như là đồng sàng dị dế, dị mộng. Tức là cùng với nhau, nhưng mà có những suy nghĩ, có những nỗi lòng không nói ra được với nhau. Không nói ra được. Đó. Thế còn nếu hai vợ chồng làm Phật tử thì nó sẽ tăng lên, tiến lên, rồi sau này cái gì cũng nói được với nhau. Nếu như hai người cùng tu Phật Pháp. Thế cho nên cái tính chân thật nó sẽ nhiều hơn. Tính chân thật nhiều hơn thì ở trong tâm mình gọi là tâm thiện, tâm chính được gì? Được nhiều. Thế còn không thì cái đức nó cũng bị yếu đi, suy yếu đi. Đấy, nhá. Cho nên cái từ mạt pháp nó chỉ hai cái. Cái thứ nhất là nói về mạt pháp so với thời chính pháp của một tôn giáo. Các quý đạo hữu ạ, mạt pháp là cụm từ để so với chính pháp của một tôn giáo, chứ nó không có cái tính chất là sỉ nhục người khác. Cái đấy thì chúng ta phải hiểu rõ. Và ở đây chúng ta cũng rút ra một cái kinh nghiệm, các quý đạo hữu ạ. Mình phê phán thì mình cũng nên tìm hiểu. Phê phán cũng nên tìm hiểu. Đấy. Nhá. Thế thì
Ở đây thì Tâm Chiếu Hoằng Quán đã chia sẻ về chính pháp này, tà pháp này, thế rồi chính pháp và mạt pháp. Thế chính pháp đi đến tà pháp thì chúng ta phải có đấy là gì? Chính kiến và tà kiến. Và tà kiến. Thế còn chính pháp so với mạt pháp thì chúng ta phải thêm là thời chính pháp và thời mạt pháp. Nó chỉ về cái quãng thời gian nhé. Thời gian kia là thời gian có cái vị giáo chủ này nói ra. Thời gian này là không còn vị giáo chủ và không còn những người đệ tử do chính vị giáo chủ đấy dạy, mà vị đệ tử đấy đi thuyết pháp rồi, hết rồi. Không còn bóng dáng của một vị nào nữa như thế thì gọi là mạt pháp, thời mạt pháp. Nha. Đó. Thì Tâm Chiếu Hoằng Quán chia sẻ cái này để chúng ta tìm hiểu được các cái ý nghĩa của cụm từ chính pháp, tà pháp, mạt pháp. Và thêm cả một cái nghĩa nữa, chính pháp, tà pháp và tượng pháp và mạt pháp. Đấy, thì nó đầy đủ như vậy. Thế còn chúng ta nói là chị hay là anh hay là mày thực hành theo tà pháp. Tà pháp là những quan điểm không đúng với chân lý thì gọi là tà pháp. Mà chúng ta, cái này chúng ta chỉ sử dụng trong đạo thôi, trong các tôn giáo thôi.